Mình sẽ giả định cho mọi người đây là một cái bệnh nhân là bị liệt 1 phần 2 người sau di chứng của tai biến mạch máu não. Thì thông thường ấy thì khi ở vùng mặt ấy có thể là sẽ gây ra liệt 1 phần 2 mặt. Tức là chúng ta hay gọi là liệt 7 ngoại biên hoặc là liệt trung ương thì chúng ta một phần thế này. Thì đối với phần này thì thường nó sẽ làm thứ nhất là mắt nhắm không kín này, các bạn chú ý nhé, mắt nhắm không kín, mồm bị méo. Thì cái phương pháp của chúng ta day thì các bạn tập trung nhiều vào thứ nhất, đây là huyệt toàn trúc này, các bạn day này, huyệt toàn trúc dưới này tình minh thì chúng ta đi sâu một tí, chúng ta day nhẹ nhàng, kích thích. Tiếp theo là huyệt ngư yêu, ngư yêu. Các bạn dùng các cái ngón này thì nó dễ hơn, ngón cái khó. Đây là dương bạch, tức là các bạn đi theo tuần tự. Tiếp theo chúng ta lên tới là ti trúc không, ti trúc không, đồng tử liêu này, mặt thái dương của chúng ta ra kỹ. Khi chúng ta làm rồi các bạn chú ý này, các động tác này. Đấy, chúng ta miết nó lên, kích thích, điều hòa. Chúng ta ra phần hập, chúng ta làm cho ấm ấm này. Tiếp theo vùng này các bạn chú ý này. Đấy, chúng ta miết. Mục đích của các bạn vì mắt nó là không nhắm kín được, thế nên là chúng ta vuốt, hướng vuốt xuống. Chúng ta miết theo vùng này. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể thêm này này. Lâng cơ mặt lên, mồm mẹ chúng ta lâng lên. Mình làm chậm. Làm nhanh thì các bạn có thể thế này cũng được. Rồi, tiếp theo đến cái vùng miệng này, các bạn chú ý. Miệng các bạn trọng tâm cho mình là cái huyệt thừa tương nhé. Thừa tương ở đây, đây là cái huyệt rất là quan trọng để giúp cho cân. Thường trong những cái bệnh nhân liệt là nó sẽ có điểm bó. Thừa tương tiếp theo địa thương. Nhân trung. Các bạn ấn vừa không đau nhé. Đấy, các bạn chịu khó day các cái vùng như này. Chúng ta xuống huyệt liêm tuyền này. Day huyệt, chúng ta ấn sâu vào. Trong này nó sẽ có những cái sợi rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta phải quan sát kỹ mặt bệnh nhân nhé, có biến sắc hay không để chúng ta làm. Đấy, chúng ta dùng cái này, chúng ta miết lên, nghiệt lên, hướng này. Ngoài ra trên cái vùng đầu này mọi người chú ý này, những cái bệnh nhân người ta bị tai biến ấy, người ta nằm lâu hoặc là trong quá trình mà người ta cũng uất nữa, nên tinh thần người ta cũng có vấn đề, nên chúng ta tập trung ở cái vùng này như thế này nhé. Đây, nhất là vùng này nó chi phối vùng đại não của chúng ta kích thích ở đây, nếu châm cứu được thì tốt hơn, nhưng không được chúng ta kích thích, chúng ta day. Đấy. Day các vùng đầu như này, các bạn làm nào tìm các cái điểm đau cho người ta. Thì đây là cái phần chia sẻ của làm cái vùng mặt. Đây là mình làm rất nhanh. Thế nhưng mà khi các bạn thực hành trên là các bạn phải làm chậm và tỉ mỉ cho mình.